xong chưa? Dạ. Hôm qua thì anh hôm qua tình trạng của em như nào? Sao của em hôm qua nhỉ? Thì nó khó, tại vì mũi nó cứ ngạt không thở. Thì hôm qua em... Nhưng mà em bị xoang bao lâu rồi? Em bị xoang từ bé. Từ bé đến mùa là bị dị ứng. Thì qua thế thì tình trạng hôm qua của em như nào? Hôm qua thì lúc trước mà... trước khi làm? Trước khi làm thì nó ngạt, nó không nó như kiểu không đắp mà nó không trôi xuống được. Trôi và em nằm nghiêng nó cũng nằm nghiêng nó không trôi. Thì trôi xong em phải thở mồm à? Vâng, xong rồi cũng kết hợp với uống thuốc ho thì sau đó thì em cũng dùng cái dụng cụ mới này của anh. À sao trổi ạ? Vâng, thì cái này rồi em làm như nào? Em à em lại qua lại trên các vùng xoang à? Đúng như anh hướng dẫn. Thì lúc mà nằm nghiêng nó đã xuống rồi. Và kiểu đến cái lúc mà đi ngủ thì nó xuống hết. À đi ngủ xuống hết. Thì buổi sáng dậy không bị ngạt nữa. À mà có một cái họng, nghĩa là cái họng thì vẫn chắc là do trôi xuống họng nên là nó vẫn còn đờm nữa. Nhưng mà nó không bị khó ngủ như nọ đó. À, thở đầu mũi. À, tối qua thì ngủ ngon rồi chị. Vâng. À thế được rồi, thế thì tí anh hướng dẫn em làm thêm cái họng. Vâng. Ok.